Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn Clambery 100.000 token có ký hiệu là Cotri. Thì chương trình airdrop này nó ghép 4 tầng nha các bạn. Thì nó có Google Map nè các bạn. Ánh cửa có hệ sinh thái quản trị lớp thứ hai lộ trình. Lộ trình của nó là bạn. Quý 2 là ra mắt DOT trên Binance Smart Chain. Airdrop giảm giá trên PancakeSwap. Quý 3 ra mắt trong web chính thức của Sai về máy tính. Quý 1 là phát hành coin này bạn chơi. Quý 3 là giới thiệu quyền năng lực cọc cược. Quý 4 là giới thiệu về giao dịch toàn cầu. Hiện tại con này nó có thông tin trên tờ Twitter, Telegram, Medium, Facebook này nữa đó bạn. Thì để tham gia con này, để các em được con này thì các bạn copy cái phần link mô tả dưới video của mình, các bạn mở trình duyệt với chút flash mình ra nè các bạn. Mình thấy con này khá là tiềm năng đó các bạn. Rồi các bạn qua một trình duyệt dash nè các bạn. Các bạn cần có một chút phí BNB Smart Chain các bạn. Rồi các bạn dán cái đường link của mình vào nha các bạn. Cái đường link dưới phần link mô tả dưới video của mình, rồi bạn bấm gỡ nè các bạn. Thì đồng coin này thì cũng thuộc đồng coin gas thôi các bạn. Nó có để là giá sẽ là âm 4 số 0 hay 5 số 0 gì với số 1 các bạn. Thì các bạn chọn mạng BB Smart Chain này bằng giá này các bạn 2 4 5 cho một đồng coin nha các bạn. Sau khi các bạn dán xong thì bạn chọn connect wallet nha các bạn. Rồi. Và các bạn để mình coi. Rồi, các bạn chọn vào sign up nha bạn. Các bạn cần phải có một chút phí mạng BNB các bạn. Giá ga là 0.001 của khoảng 1 đô các bạn. Rồi các bạn bấm chấp thuận nha bạn. Thường là 0.03, hình như là phí mạng đang tăng nha các bạn. Rồi nha các bạn, thì sau khi các bạn chấp thuận xong thì có một withdraw, bạn bấm vào một withdraw nha các bạn. Sáng nhận giao dịch nữa ta. Thì các bạn sẽ tốn là 0.006 BNB các bạn, cũng không có 0.3 đâu à. Bạn bấm vào một chấp thuận luôn các bạn. Đây là cái link ghép của mình nè các bạn. Các bạn copy cái link ghép này mình chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Rồi, để mình qua mình check con chắc của nó coi nó có về chưa nha tất cả các bạn. Và mình cũng đã về nè bạn. Về được Binance của mình đầu ta, thằng các bạn. Mình đã về được 100.000 token nè các bạn. Coi đi nè, các bạn copy con chắc của nó các bạn. Con chắc nó mình để phần link mô tả dưới video cho các bạn luôn. Bạn mở trình duyệt chút collect mình ra nè các bạn. Rồi bạn đáp lên các bạn. Rồi bạn chọn vào bài quanh cùng các bạn, chọn vào một tìm kiếm các bạn. Nếu nó hiện các bạn dán con chắc nó, nếu mà nó không có hiện ra thì các bạn bấm vào tự thêm các đồng tiền mã hóa nha các bạn. Thì các bạn dán địa chỉ của hợp đồng của nó vào đây nha các bạn. Rồi thì các bạn bắt up qua cái trang BC scan các bạn. Đây thì tên nó nè, các bạn copy cái tên em của nó nè các bạn. Tôi cần dot nè. Cori dot nè. Các bạn copy dòng này cho mình nè các bạn. Sao chép các bạn trả gì đi. Chocolate của mình nè. Các bạn dán vào đây nè các bạn. Tiếp tục thì tên số thập phần là 8 nha các bạn, ký hiệu là Cotri nè, bạn sao chép nha bạn. Hiện tại trong web đang update phải các bạn, số thập phần là 8, các bạn dán ký hiệu này vô đây nha các bạn, số thập phần là 8. Rồi các bạn bấm vào làm xong nha các bạn. Thì các bạn có đắp địa chỉ với chocolate các bạn lại nè. Thì các bạn lướt xuống các bạn sẽ gặp thôi các bạn. Để mình qua sàn PancakeSwap mình check xong coi nó có list sàn PancakeSwap gì chứ các bạn. Và mình copy con chắc lại coi. Rồi các bạn chờ mình chút xíu nữa thôi các bạn. PancakeSwap. Xong
bà mắm ấp lệ curry gõ tên em nữa curry hiện tại tôi cần này đã list lên sàn Binance luôn ơi, list sàn bank swap các bạn có thể swap được luôn bạn, hiện tại với giá là 0.0002 BNB đem qua BUSDT bao nhiêu đô các bạn, mình hồi nãy là mình tốn là có khoảng một đô mấy thôi các bạn BUSD. Một thì các bạn cứ claim đi đó đi các bạn, chờ nó giá tăng thì mình xả ra các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim 10.000 token có trị đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn nhìn những video clip tiếp theo từ mình nhé.